Hello, chào mọi người, chào cả nhà ha. Hôm nay là Christine giờ là quay lại với một cái bộ nail. Và mình làm vỏ sò với seashell nha mọi người. Đó, thì màu của mình rất là xinh. Đó, nếu mà anh chị nào thích tông nào và mình làm màu gì cũng được nha. Cái này là mình không có giới hạn màu. Nhưng mà thì cái cách làm rất là cực kỳ là đơn giản luôn. Nhưng mà có một số là lưu ý thôi. Và đầu tiên là mình sẽ đi cái phần nền trước nha mấy anh chị. Trên đây là một cái bộ nail là móng úp, hồi nãy là Christine đã làm rồi. Cái design này là mới đầu là Christine định làm cái kia, xong rồi làm lại nè. Rất là xinh nha. Đây, mình sẽ làm cái bộ nail này. Đầu tiên cái bên này thì mình sẽ sơn một lớp base. Đó, để sơn cái màu gel nó lên bất kỳ đó. Nếu mà anh chị mà có cái phần base, anh chị cứ sơn một lớp base lên. Thì nó sẽ giúp cho cái móng của mình nó cứng hơn. Chứ không có gì hết á. Không, dùng lớp base này, tại cái này mình làm móng úp. Đó, mình làm móng úp nè ha. Đó, móng này rất là form, rất là đẹp. Rồi, mình sơn một lớp bay lên nha mấy anh chị. Sau đó là mình mới sơn cái màu lên, sơn thật mỏng thôi. Dùng cái chai bay coat này nè. Còn không mấy anh chị dùng cái chai bay thường cũng được. Hoặc là mình không cần sơn cũng được nha. Ở trên đây là xin muốn cho nó cứng hơn, cho nó chắc hơn cho khách của mình á. Thành ra là mình sơn một lớp bay lên để cho nó cứng móng, cho nó dày thêm miếng. Không, tại cái bay này cực nó bay này nó cứng hơn cái bay thường một chút nha. Cái bay mà cho châu ốc á là nó cứng hơn cái bay thường một chút. Nên lý do tại sao là dùng bay này chứ mình không có dùng cái bay thường. Đó, để cho nó cứng cái móng người khách. Rồi, mình sẽ cho hơ máy nha mấy anh chị. Hơ máy 30 giây, sơn bình thường thôi. À, bước kế tiếp của mình sẽ sử dụng là Cherry Jam ha, màu Berry Blue. Và trong phần này á, Cherry Jam á, là mình có thể là sơn hai hoặc ba lớp tùy theo cái độ đậm nhạt mà mình muốn nha. Nếu mà mình muốn nhạt thì mình sơn một lớp thôi. Còn nếu mà anh chị mà muốn cho nó đậm á, thì mấy anh chị sơn hai lớp nha. Đó, và cái vỏ sò này hiện tại là nó cũng đang rất là hot ở trên thị trường của mình á. Đó, rất là lạ, mới lạ luôn. Thì ở trên này là mình có thể là làm màu gì cũng được nha. Đó, và mình sẽ từng bước mình làm ra cái design này. Mấy anh chị thấy nó ánh ánh không? Rất là xinh ha. Nhìn trên này thì mấy anh chị thấy ánh hồng đúng không? Đó, thì mình sẽ từng bước là mình làm xong và finish cho cái design này luôn nha. Xong hết thì mình sẽ sơn hai lớp. Ở đây là xin sơn hai lớp Cherry Jam nha mấy anh chị. Tại vì cái một lớp thì đôi lúc nó nhạt quá. Và mình sẽ đi hai lớp lên. Và hiện tại July 4 sale thằng Cherry Jam của mình á thì cũng đang có sale nha, gồm có 20 màu thôi. Và 20 màu của mình rất là dễ xài. Nếu mà anh chị mà sơn mỏng, sơn một lớp thì nó ra màu khác, nếu mà sơn hai lớp ra màu khác và sơn ba nước thì nó sẽ ra màu khác. Tại vì nó sẽ tùy theo cái độ dày. Khi mà mình sơn thì nó sẽ ra màu khác nhau. Đó, rồi mình hơ ha, lớp đầu tiên. Mọi người ơi, share giúp Christine nha, tình cảm mọi người rất là nhiều. Rồi xong, thêm một lớp nữa. Sơn thêm một lớp nha. Sơn lớp thứ hai thì cái màu nó đậm hơn nè. Đó, mấy chị thấy không? Sơn lớp thứ ba ra màu khác nữa, mà ra màu đậm hơn nữa. Nên thành ra là cái màu Cherry Jam rất là dễ xài nha. Cái màu, mấy cái màu Cherry Jam á mà đánh comb lên là tuyệt vời luôn mấy chị. Đánh comb lên đẹp lắm.
Tại vì nó ra cái màu mà tự nhiên, đẹp, nhẹ nhàng. Nó không phải thuộc những cái tông màu đậm. Cái này là mình muốn đậm là mình đậm, thế là mình điều khiển được cái độ đậm của mình. Rồi cái này mình đi hai lớp thôi. À, bắt đầu là mình sẽ làm cái phần kia nha. Tiếp theo là đi design. Ok, inside. Xong rồi thì mình sẽ đi cái màu trắng. Một cái màu trắng, màu Angel White. Và trong phần này nếu mà mình không muốn những cái sợi của mình bự màu đó nhiều hơn, đặc biệt nhiều hơn những cái màu khác á, là mình đi nè mấy anh chị. Đó, đi 3-4 đường màu trắng thôi nha. 3 đường màu trắng. Lấy vậy là đủ rồi, tại vì nó chỉ có 5 ngón thôi. Xong hết thì mình lấy tiếp tục cái màu số 179. Cái này là mình có thể là thay đổi màu nha mấy anh chị, chỉ là cách làm thôi. Đó, 179. Mình lấy những cái đường của mình á, lấy nhỏ thôi, tại vì lấy bự quá lát nữa nó đậm lắm. Cái màu của mình nó đậm lắm, thành ra mình chỉ lấy lợt lợt thôi ha. Xong rồi, mình lấy một cái màu nữa là màu 94. À, màu 94. Mình lấy cỡ này cũng được, nhưng mà cái khi mà ra đó cái màu đó nó nhiều lắm, nó bự. Cái mạng này nó bự là khi mà mình vẽ ra đó, mình lấy cái gel mình lên nó bự lắm mấy anh chị. Nên là ra mình chỉ cần một đường thôi là được rồi. Giờ xong ha. Mình không cần đi gì nữa. Cứ để vậy đi. Xong mình sẽ lấy một cái cây flash nha. Đây cây flash mà nó vuông vuông giống vậy nè. Rồi, mình cần thêm một cái chai treo loan. Chai treo loan nha. Giờ mình bắt đầu mình đi nè. Và khi mà mình đi cái này mình đi từng ngón nha mấy anh chị. Nếu mà mình làm hai bên nó dễ lắm. Mình đi ngón này xong để vô máy, rồi ngón kia để vô máy. Tại đây là cô xin làm một bên rồi, để cho mấy anh chị là thấy được cái work của mình, hình dung ra được cái design của mình sẽ đi á. Rồi ha. Xong nè, cho cái phần treo loan lên đúng không? Bắt đầu thì mình sẽ lấy cây cọ nè ha. Mấy anh chị lấy cái màu của mình lên ha. Và mình thả nè. Đó, cho nó hơi xéo đứng xuống, đi theo hình xéo xuống nè mấy anh chị. Rồi, tiếp tục lấy thêm miếng nữa, tại vì đây có chút xíu à. Cho nó lên đây. Cho nó lên đây trước đi, tại vì đây hơi bị thiếu màu. Đó, rồi một miếng lô đây. Rồi, mình chạy đây cho nó đều, cho nó mỏng nha. Đó, cho nó chạy ra, cho nó loan vừa đủ thôi. Sau đó là mình bắt đầu là mình để vô máy nha mấy anh chị. Rồi, để vô máy. Hơi nhẹ nha mấy anh chị. Hơi nhẹ chút. Cho nó khoảng là 20 giây, 30 giây thôi. Tại vì lại mình còn đi mấy màu khác, mấy ngón khác nữa. Nếu mà trong trường hợp mấy anh chị có hai bàn tay rất là dễ. Và trên này là mình đi... mình không có muốn nó chảy quá thì mình để vô máy nhanh. Xong, tiếp tục ngón thứ hai. Đi mỏng thôi nha mấy anh chị. Mình lấy cái treo của mình đó, xuống còn mỏng thôi. Đó, sơ một lớp treo loan lên. Tiếp tục nè, lấy cái màu treo lên nha mấy anh chị. Cả nhà ơi, shape của Tin nha, thank you mọi người rất là nhiều. Và hiện tại là cô Tin đang làm cái design mới. Đó. Đó, xinh không? À, rất là xinh. Xong hết hai bên này nó bị thiếu nè. Dùng cái cây cọ của mình đi vô. Cho nó đủ màu ha. Rồi rút xếp hai bên để vô máy. Không muốn nó loang thì mình cứ để vô máy nhanh. Còn nếu mà muốn nó loang thì mình để lại ở ngoài một chút xíu.
Cái này là mình có thể là thay đổi màu bất kỳ, nhưng mà anh chị không nhất thiết là phải mấy màu này đâu, làm màu gì cũng được. Cách làm thì nói là như vậy thôi. Rồi xong, inside. Mấy chị ơi, xếp em nha, tin cho mọi người rất là nhiều thành phẩm. Đây là cái thành phẩm nha mấy chị. Mình có thể là làm màu gì cũng được. Và trên đây là quan trọng là cách của mình sẽ chọn màu gì nha. Chọn màu gì thì mấy anh chị cứ đi màu đó. Nếu mà anh chị nào mà nhanh thì mình có thể đi hai ngón một lần. Ok, inside. Xong hết cái này là mình sẽ đánh comb nha mấy chị. Đó, mình sẽ chuẩn bị một chai comb bay với lại một hũ mermaid pin, pin. Hoặc là mấy chị có thể là lựa chọn màu gì cũng được. Tại vì khi mà mình chủ yếu là làm lên, mấy chị muốn ánh như thế nào. Đó, mấy chị thấy ánh không? Thấy ánh hồng không? Tại vì khi mà đánh comb á là cô xin sử dụng cái mermaid pin. Còn khi mà anh chị muốn nó ánh vàng, cho màu vàng vô. Muốn nó ánh gold thì mình cho màu gold vô. Không, đánh comb màu gold lên. Gold mermaid gold nha mấy chị, đừng đánh gold gold nha. Gold gold là nó không có ánh đậy đâu. Nó mất hết mấy màu của mình. Mình đánh mermaid gold á. Đó, mình dùng thấp treo mình rửa sạch nha. Rồi sử dụng comb bay. À, khô miếng nữa. Khô cho nó đủ 1 phút. Đó, khô cho nó hết cái màu treo của mình nha. Xong mình mới bắt đầu sơn comb lên. Và cái comb bay này mình chỉ để 45 giây vẫn ok nha. Để 45 giây rồi sau đó là mình mới đánh cái comb lên. Thì nó bảo đảm là nó sẽ rất là khô. Thì mình đánh comb lên nó mới bóng được. Sơ một lớp comb bay cho nó đều nè.
chó mình vuốt xếp hai bên nha. Tại cái này mình đi treo hơi nhiều á, thành ra tới khi mà mỗi giai đoạn giống vậy, mỗi lần giống vậy thì mình nên vuốt lại cái để chắc chắn là nó đỡ mất xếp một phần nào đó. Rồi mình hơ cho nó đủ là 45 giây trở lên nha mấy anh chị. Thì như vậy mình đánh con nó mới ăn. Ok, xong. Bắt đầu mình sẽ đánh khom. Không. Đố, trời ơi đẹp quá mấy anh chị ơi. Cái này mà để vậy thôi cũng đẹp luôn á. Thì cái này mà làm làm cái cherry jam dưới xong làm marble quá xinh ha. Rồi, lấy khom nè. Chà lên cho đều. Đó mấy anh chị thấy ánh ánh không? Cứ chà lên đi. Đẹp lắm. Cái mơ mì á, mình chà lên cái gì cũng nó cũng đẹp hết á mấy anh chị. Rồi xong hết nè. Bụi sạch nha mấy chị. Đó làm sạch mấy cái bụi khom trước đã. Tại bụi khom sạch á thì mình sơn thấp lên nó mới bóng. Mình có thể dùng cây phủi bụi hay là mình dùng cái cục mút này nè. Không mình chà cho nó sạch. Đó nó lỡ dính chút xíu trong cái khe nè ha. Đứng lên lấy cho nó ra. Nhiều khom quá. Đó, sạch sẽ. Để cho nó chắc ha mấy anh chị. Để cho nó chắc. Tại vì đôi lúc á mình, tại vì cái nền đó là mình sẽ sơn mát top coat đúng không? Nhưng mà Christine sẽ sơn top chút nha. Mình, thank you em Nancy Nguyễn. Rồi, sơn top chút nha. Tại vì xong sơn top nó bảo vệ cho cái comb của mình á. Lát nữa là mình sơn thêm lớp mát nữa. Sơn mỏng thôi. Đó, tại vì mình sơn mát trực tiếp cũng được. Nhưng mà Christine hơi kỹ. Hơi kỹ ha. Nên là sơn một lớp top trước đã. Sau đó mới sơn mát lên. Kéo mỏng thôi mấy anh chị, không cần kéo kéo nó dày hay gì đó. Bảo vệ cho nó có lớp top nữa. Để khách mình đi á, là ít nhất là móng up đi ha. Là nó last long cỡ 4 tuần trở lên. Đó ha. Rồi. Đó mấy chị ơi share giùm em nha. Tiếng của mọi người rất là nhiều. Hôm nay thì mình làm design C-cell mới. Đó, vuốt xếp hai bên không? Cho nó không bị mất xếp nha. Rồi xong inside trước. Rồi có một cái mẹo nữa. Tại vì khi mà mình làm móng up đúng không, thì mấy anh chị thấy hai bên đôi lúc á mình sơn nhiều lớp quá nó không thẳng.
dùng một cái cây dũa cho nó khô thấp hết đã nha. Đây là cái cách mà mình làm xong cái là mọi thứ là nó đẹp đẽ luôn á mấy anh chị. Tại lát nữa khi mà thêm design vô mình không có dũa nữa. Đó mấy anh chị thấy nè, nó đâu bây giờ nó rất là cứng, là chắc mà nó rất là nhẹ, tại vì nó làm trên cái nền móng úp. Nhưng mà cái design của mình lên rất là xinh ha, rất là xinh luôn. Đây là cái final, là cái khi mà mình đã hoàn thành xong rồi mình sẽ dũa một miếng. Rồi cái này xong nè, dũa miếng nha. Tại vì hồi nãy mình sơn nhiều quá, mấy anh chị dũa nhẹ phần dưới đó, để cho cái step của mình đó, nó đừng có bị mất. Thay vì giống như mình làm manicure gel xong á, đôi lúc có những cái tư á ha, đó là mình dũa nó. Rồi xong hết thì mình sẽ phủi sạch. Xong mình sẽ sơn một lớp matte top coat lên, tại vì cái này là mình sẽ vẽ trên cái nền matte. Đó cứ hoàn chỉnh đi, cái phần xong cái phần matte là xong rồi đó mấy anh chị. Là bắt đầu mình sẽ dễ những cái sọc sọc xi xeo lên rồi. Sơn vậy cho nó chắc, tại vì mình có đánh khom á. Và tất cả sản phẩm thì mình có thể là mua tại website nha mấy anh chị, hoặc là những cái sản phẩm mình đang có đó, nó rất là dễ làm. Chỉ cần á hả, Jolly Jam nè, hoặc là mình dùng cái nền màu nhạt gì cũng được, không nhất thiết là phải Jolly Jam. Nhưng mà nếu mà mình có Jolly Jam á thì nó sẽ dễ hơn, tại vì nhìn cái màu khác nó nổi hơn không, nhìn giống như kiểu mà nó cũng trong trong á, thành ra nhìn nó lạ lạ. Rồi xong làm treo loan, cần có một cái chai treo loan. Giờ cho vô máy. Thôi đèn ha. Xong rồi mình sẽ sử dụng một cái hũ treo đính đá. Ở trong phần này là mình dùng treo đính đá, tại vì cái độ lỏng của nó vừa phải để cho mình đi cái sợi nha. Đây, treo đính đá là fine one. Và khi mà mình dùng cái design này, mình chỉ lưu ý là dùng cái chai mà làm xong nó khô liền, không có cần chùi á, cũng không có cần cover top nha. Tại vì cái này mình design cái nữa lên là xong á, chứ mình không có sơn cover top nữa, tại vì cover như vậy nó mất nét của mình không, nên là mình sẽ không có cover cái đó nha. Và tất cả sản phẩm thì mình có thể là mua tại website là silemsupply.com, hoặc là cả nhà có thể là follow em qua Facebook là Christine Lâm nha, để cập nhật những cái trend mới hay là những cái cách làm sử dụng sản phẩm làm sao cho nó hiệu quả nha. Hoặc là mình có thể là ghé store Silem Supply hay là CL Nail Supply. CL Nail thì là location thứ hai nha, kế bên 85 độ với Võ Lớp á, trên trên Westminster nha mấy anh chị. Địa chỉ là 9872 Westminster, Sushi Garden Road 92844. Đó, hoặc là Silem Supply địa chỉ là 7495 Anaconda Garden Road 92841. Rồi xong ha. Ngón này thì mình sẽ vẽ design nè. Đó, và khi mà mình vẽ cái ngón này á, mình đừng cho nó dính nhau nha. Những cái sợi mà treo đính đá của mình đi á, là mình đừng cho nó dính nhau, vẽ xa ra chút, hoặc là mình có thể vẽ mỏng hơn, lớn hơn tùy mình nha mấy chị. Đây, mình lấy một cái treo vừa đủ nè. Đó, mình định hình một cái đường chính giữa trước. Từ từ vẽ cho nó thẳng tới đây. Đó, xong mình dần ha. Muốn bự mình lấy treo nhiều, muốn ít thì mình lấy treo ít, không?
Đó, mình kéo cho nó về phần chính giữa ha. Cái này là treo dính đá fine one. Đó, nếu kẹt kẹt cái làm builder treo vẫn được không? Nhưng mà nó lỏng nha mấy chị, nó lỏng hơn. Đó, rất là xinh nha. Xong mình cho vô mà hơ máy khoảng 5 giây để cho nó định hình cái form của mình, để cho nó đừng có chảy ha. Chứ mình không nhất thiết phải làm 5 hơ ngón, mình làm xong một ngón mình để vô 5 giây không, để cho nó khô tạm một miếng rồi bắt đầu là mình sẽ đi tiếp tục nè. Ngón này mình đi chính giữa ha. Đầu tiên mình vẽ chính giữa trước, làm cái điểm tâm trước nè. Từ đây mình kéo lên nha. Đó, mình kéo một cái đường trước. Rồi, cái thứ hai. Cả nhà có thể là follow Christine qua Facebook nha, Christine Lâm, để cập nhật những cái mẫu mới. Tại vì có cái gì mà nó hay hay là Christine hay làm live chia sẻ lắm, cách làm, sử dụng sản phẩm. Đó, đổi màu tùy ý, mấy anh chị có thể đổi màu nha. Đây cũng là một trong những cách làm thôi. Đó, từng bước mình làm, mình hình thành xong cái bộ nail ra giống vậy. Sắp tới nữa là cô xin sẽ có lớp tại San Jose vào ngày 15, 16 nha mấy anh chị. Và ngày 14 là cô xin có demo show tại Tulip Nail Supply. Ngày 14 tháng 7 tại San Jose có demo show nha mấy anh chị. Và tháng 8 còn lớp á, thì là ngày 15, 16. Còn tháng 8 là cô xin có demo show tại Anaga Nail Supply vào ngày 11 tháng 8. Và lớp học của mình nó sẽ là ngày 12, 13 tháng 8. Và tất cả lớp học của mình á, thì mình có thể là gọi vô số phone công ty 714-804-9818 nha mấy anh chị. Đó, xinh không? Không, mình chừa chừa chính giữa ra vô. Để biết sao không? Để lát á, mình đính đây mình. Không cần đi hết, còn nếu mà anh chị thích mình đi hết. Xong mình chấm cái đai mình của mình lên trên. Đó, cho hơ vài giây. Đó, cả nhà có thể là follow trang YouTube của công ty nha, là Silem Official. Tại vì cô xin thường xuyên chia sẻ những cái gì gọi là cơ bản nhất thôi mấy anh chị. Cơ bản để cho mấy anh chị là có gì thắc mắc thì mình có thể là xem. Không, rồi từ chính giữa đi vô nè. Inside. Mình hơ cho hơ tạm nha mấy chị. Không nhất thiết phải cho nó hết 5 ngón đâu. Để cho nó định hình, nó đừng có chạy cái treo của mình. Không, như vậy thế nè. Nó rất là xinh nha. Cho nó đường nào ra đường đó.
trời, tới qua ngón cái nè. Khi mà xong hết là mình sẽ hơ cho nó đủ khô nha mấy chị. Mình có thể là hơ trong vòng là 1 phút cho nó khô hết cái chơi đính đá của mình luôn. Sau đó thì mình sẽ dùng cái chơi đính đá này ha. Mình cũng dùng cái chơi đính đá này, mình đính diamond. À, mình dùng thêm mấy miếng seashell nha, có trong cái set mình dùng gì cũng được, nói chung có gì xài đó mấy chị, thì nó liên quan tới seashell là được, tại mình đang đi cái vỏ sò mà, nhưng mà mình thích để bông vô cũng được luôn đúng không mấy chị, sở thích thôi. Đó, sau đó thì mình cũng dùng cái chao đính đá này ha, mình đính hộp. Đó, treo đến cho đi, treo đến đá vô. Đi vô cái chỗ mà mình còn hồi nãy mình còn chưa đó.
xong inside cho nó hơi tạm nha mấy chị.
thế là xong. Đó, một cái bộ nail ha, rất là xinh. Ok, done. Thế là một bộ nail mình đã xong nha mọi người. Rất là xinh. Là của Xin có dùng tất cả những cái sản phẩm có trên website của mình nha, là xinsupply.com. Hoặc là cả nhà có thể gọi vô số phone công ty để được order. Thì 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918, 714-804-9918 nha. Và chương trình July 4 của mình á sẽ kết thúc vào ngày July 4 tháng 7 nha, ngày 4 tháng 7. Nên ra anh chị nào chưa mua được những sản phẩm mà mình muốn thì mình có thể là ghé qua website là slimsupply.com nha, hoặc gọi vô công ty để được nhân viên mình tư vấn và hỗ trợ. Và lớp học kế tiếp của mình sẽ là tháng 7 vào ngày 8, 9, 10 tại Canro, từ cơ bản tới nâng cao như mấy chị. Và San Jose sẽ là lớp học của mình là ngày 15, 16 tháng 7. Và demo show cho tháng 7 sẽ là tại Tulip Nail Supply là San Jose vào ngày 14 tháng 7 nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Và anh chị có thể là tham khảo thêm những cái lớp học của mình qua số phone 714-804-9818. Thank you mọi người. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và nhiều thành công nha. Bye bye và hẹn gặp lại.